Xin chào. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2019. Lúc bây giờ là 8 giờ 28 phút. Ở tại một bờ kênh có thằng nhỏ nó coi hơi con ốc mưu. Coi con này quá mắc lẹo. Nó con mát luôn ra này. Chưa. Giờ mới thấy con ốc mưu quá. Nó có bác con ốc mưu nó nghiên cứu lỗ mũi của con ái, cái miệng của con ốc mưu nó ăn. Những con ốc này thì thiệt ra với bà con là nó phá lúa qua màu của bà con lắm. Bác nó ăn cũng xì tóc chứ không sao ấy. Người ta ủng hộ nhưng mà cái điều là nó còn hơi nhỏ đi. Thôi đảm trà lấy bỏ cái đồ cho ái đi, cái đồ dân gì cứ là mày đảm cái đồ gì mày cảm rồi mày treo kỹ xô đó thì mày để ướt đồ, là ướt đồ ở nhà là Oh yeah. Now what's your...